Vì lầm lạc nên con đã sử dụng ma túy đá và có những hành động lời nói gây tổn hại tinh thần và sức khỏe cho mọi người, và đặc biệt là cho mẹ con. Mẹ buồn vì con và qua đời. Con cứ mãi sống trong sự ân hận của quá khứ. Làm cách nào để con vượt qua và chuộc lại lỗi lầm? Đây cũng là hiện trạng chung của nhiều bạn trẻ. Con cũng không nghĩ con sẽ vướng vào. Rồi mẹ con mất được 3 tháng nay, con ngày đêm thương nhớ. Và con cũng có ước nguyện xuất gia trọn đời, xin sư hoan hỷ chỉ bảo. Cái chuyện mà mình đã làm rồi đó, thứ nhất là nó đã tạo ra nghiệp rồi, và cái nghiệp đó đó mình phải hưởng thôi. Nhưng mà nó có một cách như thế này, nó giống như là bây giờ có người cho mình một cái bịch muối, bắt mình phải ăn cho hết, thì cái người mà kém thông minh thì họ cứ nắm muối đó, họ trực tiếp họ bỏ vào miệng họ ăn. Nhưng mà cái người họ thông minh á thì họ sẽ pha loãng cái muối ra, họ đổ thêm nước vào để họ pha loãng cái muối ra, pha loãng tới khi mà họ có thể uống được, thì cũng bao nhiêu đó lượng muối vào cơ thể thôi. Cũng như vậy, các cái nghiệp ác mà mình đã tạo thì nó sẽ cho quả. Cái vấn đề là bây giờ mình phải pha loãng các ác nghiệp đó ra. Pha loãng ác nghiệp đó ra bằng cách nào? Bằng cách là tạo các nghiệp thiện. Mà trong cái chuyện tạo các nghiệp thiện á, thì không có cái gì nó nhiều bằng cái chuyện đi xuất gia. Sư đã từng, sư biết có vị sư nghiện ma túy luôn chứ không phải ma túy đá, trước khi xuất gia nghiện ma túy luôn. Thì vị đó vào chùa, chùa không phải chùa Nam Tông. Thật sự mà nói thì sư cũng chưa có đủ cái năng lực để mà độ một người mà đang nghiện đâu. Nhưng mà cái người này đang nghiện, cái vị này đang nghiện, và đi nhờ một cái ngôi chùa, và ở ngôi chùa đó đó cái người này cai sống luôn, tức là ở trong phòng thôi. Tới giờ người ta đem cơm đồ ăn lên rồi cứ ở trong đó cai sống, và sau đó một thời gian thì vị này xuất gia rồi, cũng ở ở tỉnh luôn chứ không có về lại Sài Gòn, bởi vì sợ về lại Sài Gòn gặp bạn bè cũ nó rủ rê. Rồi sau này thì làm một vị sư, và sư thấy cũng là một vị rất là dễ thương, cho nên là nói để quý vị thấy là sư không có thành kiến gì với những người đã có một cái quá khứ lầm lỡ. Nhưng mà mình phải có cái ý chí sắt đá để mình cải thiện cái nghiệp của mình. Chứ còn mà mình vào chùa mà mình thiếu ý chí đó, rồi lỡ cái hồi mình có tiền là mình chơi góc tư góc tám thì nó kỳ lắm. Cái chuyện mà quý vị muốn trả, gọi là trả hiếu lại cho mẹ của mình, thì cái cách tốt nhất vẫn là phải xuất gia. Tại vì nếu như có thể được thì cũng nên xuất gia. Bởi vì khi xuất gia như vậy đó, mình tạo được nhiều công đức, và khi đó mình có thể hồi hướng được cho mẹ của Còn cái chuyện đã làm á, thì nó đã qua rồi. Và mình phải can đảm đối diện với nó thôi. Như sư nói, pha loãng ác nghiệp ra thì mình sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Nhưng mà pha loãng thì pha loãng, nhưng nghiệp vẫn phải chịu. Như trường hợp ngài Angulimala, cái chuyện ngài xuất gia là ngài đã pha loãng ác nghiệp ra rất là nhiều rồi, nhưng mà ngài vẫn bị dân chúng ghét,
Thành ra nếu như mà cái đường tu của quý vị mà nó gặp nhiều trắc trở, bị người ta ghét rồi sống kham khổ hay như thế này thế kia thì cũng hoan hỷ chịu đựng. Bởi vì nhờ như vậy cái nghiệp nó đã pha loãng ra nhiều. Còn cái vị xin cúng dường thì gửi email cho sư ha. Một là gửi email cho sư. Hai á, là nhắn tin trên cái Messenger, tại vì ở đây là cái nơi mà thuyết pháp chung á, cho nên có nhiều chuyện là sư không có tiện